Lâm Vĩ Dạ thái độ ra mặt, vứt cả đồ trước mặt chồng và nữ đồng nghiệp. Động đến chuyện ông xã Hứa Minh Đạt đóng cảnh nóng bỏng mùi mận với Nam Thư, Lâm Vĩ Dạ liền buông kịch bản trong tay xuống đất. Vừa qua, Lâm Vĩ Dạ trở thành cái tên hot trên truyền hình và còn nhận được giải thưởng diễn viên hài được yêu thích nhất tại Mai Vàng. Không đắc xô tham gia làm khách mời trên truyền hình, cô còn lấn sân làm MC. Trở lại đấu trường âm nhạc với vai trò MC, nữ diễn viên khiến khán giả cười không ngớt bởi sự duyên dáng lém lỉnh khi đồng hành cùng Will. Tuy nhiên, ngay trong tập 1, chính Lâm Vĩ Dạ cũng bất ngờ khi ông xã xuất hiện. Vui chưa được bao lâu, bà mẹ hai con lại tức giận khi bị nhắc đến chuyện chồng đóng cảnh nóng, mùi mẫn với nữ đồng nghiệp Nam Thư. Lâm Vĩ Dạ làm MC cùng ca sĩ Will, dù trang điểm tạo khói áo quần chỉnh chu, nữ diễn viên vẫn tự tin khẳng định đó là hình ảnh lúc đi ngủ và không may bị cơn gió lạ thổi tới làm MC của chương trình. Tại tập 1 của chương trình, với hy vọng được gặp trai đẹp, nhưng Lâm Vĩ Dạ phải thất vọng hết lần này tới lần khác. Lần đầu tiên, nữ diễn viên tặng riêng bạn dẫn một chiếc gương vì Will tự nhận mình đẹp trai. Lần tiếp theo, cô ngao ngán vì nam thủ lĩnh sở hữu nét đẹp tiền bối chính là Đại Nghĩa. Với lời giới thiệu đầy hấp dẫn của bạn dẫn, Lâm Vĩ Dạ và nữ thủ lĩnh Nam Thư đều đặt hết hy vọng vào nam thủ lĩnh cuối cùng. Theo nam MC, đó là một người đàn ông phong trần bụi bặm có râu quai nón, lái mô tô. Khi Lâm Vĩ Dạ và Nam Thư đang mơ mộng thì Hứa Minh Đạt bỗng xuất hiện, khiến cả hai buồn ra mặt. Vừa xuất hiện, Hứa Minh Đạt bị đàn anh Đại Nghĩa trêu chọc. Thấy vậy, Đại Nghĩa vội thắc mắc, sao nghe quảng cáo có râu quai nón mà chỉ thấy râu, không thấy quai nón đâu hết vậy? Râu quai nón đâu rồi? Chắc là bị vặt trụi rồi đúng không em? Em vặt trụi của chồng em rồi hả Dạ? Lâm Vĩ Dạ vội dí dậm giải thích, vì quai nón bảo hiểm ở nhà hỏng nên ông xã Hứa Minh Đạt phải lấy râu quai nón lắp sang dùng tạm. Không dừng lại ở đó, Đại Nghĩa còn kéo Hứa Minh Đạt tới đứng cạnh Nam Thư. Thời gian gần đây chúng ta cũng biết Nam Thư có một sản phẩm mà trong đó Hứa Minh Đạt có rất nhiều cảnh nóng bỏng mùi mẫn với Nam Thư. Khi nghe thấy vậy, Lâm Vĩ Dạ liền giận, buông kịch bản xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau đó cô tiếp tục thể hiện sự không hài lòng với Nam Thư trong phần bốc thăm quyền ác chủ bài. Không những không cho kiều nữ làng hài chọn, cô còn nói khó, bốc đi Thư, bốc đại đi. Tại không ưa nhau đó, không có ưa. Là nữ thủ lĩnh duy nhất nhưng Nam Thư không hề được ưu ái. Hết bị Lâm Vĩ Dạ bắt nạt, cô lại ngã nhoài khi tranh giành thí sinh với Đại Nghĩa.